Tại chương trình, các đại biểu được bồi dưỡng các chuyên đề, kiến thức chung về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia đối thoại, giao lưu với hội doanh nhân trẻ. Các thanh niên dân tộc thiểu số thì đa phần là họ phát triển các nguồn kinh tế từ những vùng đặc biệt khó khăn, nên cái vấn đề tiếp cận về thông tin cũng như các kiến thức về kinh doanh khởi nghiệp, về kiến thức về khoa học công nghệ và còn rất nhiều hạn chế. Chính vì vậy nên là Hội Nghiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng như tỉnh đoàn Lào Cai thì rất chú trọng đến cái việc tập huấn để nâng cao về trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản để về quản trị kinh doanh cũng như là ứng dụng các khoa học công nghệ vào các mô hình của các bạn. Các lớp tập huấn và triển lãm gian hàng do tỉnh đoàn tổ chức dịp này có ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do thanh niên dân tộc thiểu số làm chủ.